năng lượng lớn lên đến 5.000 mAh. Mình trải nghiệm thời gian khá dài, rồi một có một số những cái nhận định riêng của mình thôi, không có liên quan tới cái phần này. Camera sau của cái máy này lấy nét trong bao lâu? Trời ơi, em ơi, em khoan, em lên em giúp anh đi một lần nữa nha, tại vì đã nhanh. Bạn Hiền hãy giúp Thu Hà đó là trộn đều hộp hiếu của mình lên. Trộn hộp đều, lắc hộp đều lên. Đúng rồi, khi nào chúng ta đến 3, 2, 1 thì hãy rút nha. 3. Xin cảm ơn mọi người, xin cảm ơn anh Dũng rất là nhiều.